Tiếp tục những chuỗi ngày ăn cưới không hồi kết ở S Channel. 15 độ, đúng hôm cưới trở lạnh, chứng tỏ là ông trời cũng giống như các bạn vẫn chưa tin cái đám cưới này nó là sự thật đúng không? Mình vào mình xem mà nó content đến đâu nhá. Đây. Là thật rồi nhưng mà tôi vẫn không tin. Thật rồi, Hà cưới thật rồi. Chị Hà cưới thật rồi. Hà cưới thật rồi. Chị Hà cưới thật rồi. Chị Hà cưới thật rồi. Không phải con tên, nó cưới thật rồi. Chứ, anh chạy đâu đấy? Đi nhét phong bì vào chứ còn gì nữa. Bây giờ không phải diễn à? Ôi. Ơi. Thật hả anh? Đùa đâu? Phong bì của tôi. Phong bì của sếp tôi. Em thề em gặp cái 10 lần nó không dày của anh đâu. Nó vẫn dày như ngày nào em ạ. Nó làm anh kiểu hoài niệm thực sự không? Ui. Đây, đúng là nó không lấy được rồi. Đúng là nó không lấy được rồi. Thế nó cưới thật rồi. Chúng tôi không tin. Không tin, không tin, không tin. Sao tao tưởng nghỉ chơi? Tưởng nghỉ chơi mà. Không anh, sự có mặt của em ngày hôm nay đã câu trả lời rồi. Thôi rồi, nói chung là nghỉ chơi thì cứ nhận đi rồi. Sao đâu. Là thật rồi. Thôi, bây giờ tôi xin phép được tắt máy bởi vì là thật rồi nhá.